hay rất dễ khóc. Rất dễ khóc. Đó là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Tôi đi nữa thử nói chứ từ chia tay thì sẽ ăn tôi phản ứng thế nào thì ai ngờ là chia tay thật luôn. Trời ơi, anh cũng rảnh lắm, vậy là đó là lỗi của em. Trong chương trình Hẹn Trưa ngày hôm nay thì cặp đôi nào sẽ tham gia với chương trình? Bạn trai thấy đây rồi nhưng vẫn còn đang bịt mặt rất là bí ẩn. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài và mời bạn gái của chúng ta vào quý vị nhé. Thẳng lên 3 phút nữa. Rồi ghế bên trái ngồi luôn. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Rồi, xin chào hai anh chị nha. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí, bây giờ mình sẽ giới thiệu thật là lớn, to rõ để cho người bên cạnh này có thể nghe được những thông tin của mình. Mời anh ạ. Đầu tiên xin chào Trương Trinh, chào chị Cát Tường, chào bàn bên kế bên. Tên tôi là Nguyễn Xuân Dương, ở xóm 8 Hành Lâm, Thanh Chương, Nghệ An. Tôi làm ở Nhân Trạch, Đông Nai. Em làm bên công ty lắp đặt xe máy. Rồi, Dương năm nay là bao nhiêu tuổi? Em năm nay 39 tuổi. 39 tuổi, từ Nghệ An vào đây lâu chưa? Nghệ An vào đây là 16 năm. 16 năm, thế mình định hướng là sẽ lập nghiệp ở trong này luôn hay là mình sẽ về quê? Ở trong này á chị. Ở trong này luôn ha. Rồi, cho Phi em gái giới thiệu về mình đi ạ. Thường, em chào anh bên kia. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Khánh ạ. Nguyễn Thị Khánh. Quê em ở Gia Lai ạ. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh mình ở quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, rồi gần chị luôn đó. Mình đang làm dạ, công việc. Dạ, em là Thảo Mai ạ. Em năm nay 32 tuổi. Thế những điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em biết nấu ăn, làm bánh, đi may quần áo. Nấu ăn là bánh, may quần áo, hầu như là chuyện coi như là bếp núc nữ công gia chính đó. Rất dễ khóc. Rất dễ khóc. Cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Khuyết điểm ạ. Nhiều lúc buồn cái một mình cũng khóc. Tôi chuyện gì? Một mình cứ suy nghĩ buồn đơn ha, rồi không thấy hơn tủi thân đúng không? Rồi khóc. Ai nói hơi nặng lời cũng khóc. Dễ thương quá ha. Rồi, thế còn em trai, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Thật người hiền và sống thì cũng trung thủy. Còn điểm yếu là ăn nói là diễn đạt không tốt với không biết nói chuyện. Ví dụ như đi mà đi chơi với nhà bạn gái là cứ ngồi làm thinh từ đầu tới cuối nữa. Rồi sáng đó là về. Từ nếu mà con gái mà đứa là gửi gợi nói chuyện thì nói được nhiều mà nếu mà không gọi là làm thính. Có nghĩa là bạn gái phải nói chuyện, bắt chuyện mới nói mà không bỏ im luôn. Đó. Tính là không biết nói chuyện và không biết nói chuyện. Rồi có thích người ta không? Thích thì biết thích là thích từ con bé thích. Nhưng mà mình yêu kiểu mà cái cách nói chuyện với là không biết diễn đạt á. Trời ơi, bây giờ mình thích là anh thích em, mà anh yêu em, anh nhớ em phải nói chứ. Có nói không? Không có nói là có nhắn tin điện thoại hay gì không? Có viết thơ rồi gì không? Nhắn tin điện thoại thì có nhắn. Tính của em thì cũng thật người, không lừa ai hết. Mà ví dụ như quen ai là em cũng thành thật. Mà ví dụ mình có làm gì là cũng từ chịu trách nhiệm chứ không phải như những người khác là có khi là yêu nhau thì xong đó là bỏ đi mà em thì cũng vậy. Rồi, về tình trường thì sao em? Dạ em tại em mẹ đơn thân, em ly hôn được 2 năm rồi. 2 năm, có bé là mấy tuổi? Bé em hiện tại 14 tuổi. 14 tuổi? Dạ. Wow, giờ bé đang sống với ai? Dạ bé nhà em đang sống với bà ngoại. Sống với bà ngoại là ở trên Gia Lai hả? Sống dạ. Ở quê á? Bé gái? Dạ bé gái. 14 tuổi, mình chia tay với ông xã là bao lâu rồi? Khi em mang bầu bé em thì em chia tay. Mà nhưng mà tuổi, em tới năm luôn. Năm 2015 em có lập gia đình. Sau đó 2 năm thì em ly hôn. Là sao chưa hiểu nè, hơi rối rối rồi nè. Ngày xưa em hơi quen người đó à. Rồi khi hai gia đình sắp chuẩn bị tiến đến hôn nhân á thì là gãy đổ. Em có bầu bé, gia đình không chấp nhận. Gia đình bên đó không chấp nhận dạ. Rồi là coi như là sống con một mình. Rồi đến 2015 là kết hôn một lần nữa rồi cũng ly dị. Dạ. Lần sau là có con không? Dạ không chị. Lý do tại sao là chia tay? Dạ tại vì hai người không hợp nhau. Với lại người đó không có thương con em. Thương con em lúc mình dạ. Tìm hiểu không kỹ hả em? Cũng bạn là giới thiệu chị ạ. Cho nên là em hay tin người. Cho nên là tin tưởng thì quen 6 tháng là kết hôn. Quen 6 tháng kết hôn xong rồi 2 năm sau chia tay luôn. Dạ. Rồi tới nay là được bao lâu rồi? Dạ cũng 2 năm rồi chị ạ. 2 năm rồi. Bây giờ là con là đang sống với ngoại. Dạ. Sống với ngoại từ lúc xưa đến giờ luôn đó phải không? Bé từ khi sinh ra là sống với ngoại từ nhỏ đến lớn. Tới khi em lập gia đình thì em ở trong này thì em có đưa bé vào. Chồng sau này không thương bé thì con thấy bé nó
nó không vui cho nên là em lại chuyển cho bé về với ngoại trở lại. Em có dự tính gì sau này như thế nào không? Nếu bây giờ em kết hôn nữa thì em có đem bé về ở chung với mình nữa không, hay là để cho ngoại luôn? Dạ em muốn bé ở với ngoại luôn. Muốn bé ở với tại ngoại vì luôn. Bé cũng muốn như thế. Coi như một lần rồi bé cũng bị tổn thương phải không? Dạ. Khi mà ba dưỡng không thương. Dạ. Với lại bé gái cái tuổi 14, 15 tuổi này là bắt đầu tuổi dậy thì cũng rất là nhạy cảm. Bà ngoại lớn tuổi chưa? Dạ bà ngoại năm nay 56. 56 thì cũng còn trẻ, có thể dạy dỗ với tâm sự với bé được. Dạ. Em có thường hay thăm cháu không? Dạ thì gọi điện cho bé thường xuyên. Hè thì bé vào trong đây với mẹ. Hè rồi. Lâu lâu thì mẹ về. Thôi vậy thì có bà ngoại là cũng đỡ. Rồi thế còn bên mình tình duyên mình như thế nào? Tình duyên em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là quen nhau và đến lúc một thời gian thì tôi cô ấy đi uống nước thì tôi thử nói cái từ chia tay thì xem cô ấy phản ứng thế nào, thì ai ngờ là cô ấy nổi trận lên là bắt đầu mắc mới gì mà đang chia tay luôn. Tự nhiên mắc mới gì nói thử chia tay là thử sao? Thử nói để xem phản ứng của họ thế nào. Tại sao thử từ chuyện đó có gì mà vui mà thử? Đang quen, đang yên, đang làm tự nhiên thử nói chia tay. Thì vô tình nói cái đó là ai ngờ chia tay thật luôn. Trời ơi, anh cũng đậm lắm, vậy là cái đó là lỗi của em. Đúng không? Còn cái mối tình thứ hai thì mai mối. Thử một thời gian thì cũng thấy cũng hợp, chứ mà hai người đã có baby á, và xong đó là làm thủ tục cưới luôn đi một thời gian sống ly thân rồi xong rồi là ly hôn luôn. Giờ bé là bé mấy tuổi? 5 tuổi. Bé trai hay bé gái? Bé trai. Giờ đang sống với mẹ? Đang sống với ông bà nội. Lý do tại sao ly hôn? Mình đã sống thử với nhau một ly thời gian thì, rồi. Em thì cũng muốn ở với nhau để cho bé nó có cha có mẹ, nó đi nơi đi chốn mà kiểu cô ấy có người khác á, thấy là như vậy là không còn khả năng để mà ở được thì giải quyết cho cô ấy, để cô ấy đi với người khác luôn. Mà giờ là cô ấy đi kết hôn luôn rồi? Cô ấy cũng sống chung với người khác á. Là cái người mà lúc mà đang ở với em phát hiện đó là giờ ở với người đó luôn. Đó. Có ra tòa ly dị không? Có ra tòa ly dị rồi. Là mình bắt con? Ra tòa ly dị thì cô ấy nói cũng thỏa thuận là nuôi con, chứ cô ấy cũng để cô ấy đi. Cô ấy đẩy cho nuôi con luôn thì ra tòa, cái tòa giải quyết luôn. Và hiện giờ là con sống với ông bà là sống ở ngoài này Nghệ An á. Thế bao lâu mới ra thăm con một lần? Một năm thì khoảng tầm 1-2 lần. Vậy mẹ là có thăm con không? Sống ở Hà Nội thì cũng gần cho nên là cũng về. Cũng có thăm? Có. Hai người hoàn cảnh cũng bi đát quá ha, cũng gần giống nhau thôi, mình cũng có thể hiểu được nhau phần nào. Thế bây giờ anh em mong muốn tìm một mẫu người, cái mẫu người tương lai sau này sống chung với em là mẫu người như thế nào? Em muốn tìm một người nó hiền. Hiền? Mà cũng nói như hơi nhiều, tại vì em cũng ít nói. Rồi anh này cũng ít nói luôn, mà hai người chắc ngồi nhau nhìn nhau luôn quá. Ở nhà thì cũng nói mà ra ngoài là em ít nói chuyện. Về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Cao 1m65 trở lên là được. Rồi có gì nữa không? Vậy còn anh, rồi cái mẫu người là bạn gái mình cần tìm là người như thế nào? Mẫu người chiều cao thì 1m50 trở lên, cân nặng thì tầm 40-60, liền trung thủy. Rồi mà lý do sao suy nghĩ nhiều quá hay sao mà tóc bạc dữ vậy? Hồi nãy bịt mặt nạ mình tưởng đâu chắc ông nào già lắm, mở ra mặt cái măng mà tóc bạc hết trơn gì? Tóc em nhánh bạc mấy mai rồi, còn cách mấy hôm trước thì là tóc đen. À là mới đây thôi? Mới. Không có ý định đi nhuộm cho nó trẻ hả? Thôi để cho nó thật. Để cho nó thật. Cái tưởng nó là tóc máu xấu nên tóc nó bạc. Còn này sao một đêm thức trầm trọc tóc nó bạc luôn ha? Như trong phim vậy đó. Đưa tấm hình về rồi sao người ta nhận ra cái gì hình mờ căm vậy? Trong điện thoại mấy tấm hình đẹp mà tự nhiên điện thoại nó mất hết hình á. Trời ơi. Còn có sót lại hình nữa rồi. Ráng kiếm đi đó, ảnh trong ba âm này nè. Đó, hình bên đây người ta rõ hết sức luôn hả? Trời ơi sao mà nhìn nó trong hình với ngoài. Lạ quá, biết chọn cô nào trời. Đó, coi hai tấm thôi coi nhiều nó rối. Trong hai tấm đó là đều có cổ hết á. Cổ là ai à? Cô này. Lý do sao chọn cô đó? Rồi cô đó là bên đây là cô nào? À, lý do ta sao chọn cô đó? Hai hình có cô đó. Rồi, giữ nó đi để coi mở màn ra coi đúng không? Ai à? Dạ anh này. Lý do sao chọn anh đó? Cái giọng nói. À, cái trời ơi, nhìn cái giọng nói biết cái tướng luôn. Rồi, bây giờ mời hai bạn hãy nhìn qua cái cô cửa trái tim này nha. Để mình xem cái cảm giác đầu tiên ngày hôm nay mình đưa ra có đúng hay không nè.
Ten 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 ten. Rồi sao ạ? Con này là sai rồi. Sai rồi. Con này vào. Đúng rồi, cô đó mới đúng à. Cô đó ở đây nè. Thì hình như bên đây là con này. Không phải đâu. Cô này nè. Hỏi cô lại cô đó đó. Thấy chưa? Đúng chưa? Em đây rồi. Đó, chính xác. Trông ở ngoài so với trong mình như thế nào? Giống trong hình. Giống trong hình phải không? Rồi. À, đây đây cái này sao? À, vừa đâu gặp em lần đầu thì anh... Cảm ơn anh. Có món quà tặng anh ạ. Rồi, món quà gì vậy? Có thể tìm đây. Thôi thì chị tìm xem nhé. Rồi, ngồi xuống nha hai bạn. Wow, cái gì đây? Chú bé gì vậy? Dạ, cái bức tượng này có một cặp ạ. Nên em tặng anh một... Cái này là cái tượng dạ. Có một cặp. Cái chữ love mà có nửa hả? Còn một nửa cũ giữ lại. Nếu chúng ta bấm nút hẹn hò thì về mới ghép đôi lại. Còn không thôi đứa giữ nửa chơi vậy đó. Nửa nó không có ý nghĩa đâu. Hai cái ghép vô nó mới có ý nghĩa. Rồi sợi dây lịch có cặp. Thì mong rằng chúng ta cũng có thể tìm được một nửa của mình. Khi mở cái cửa đó tìm mình ra cảm xúc đầu tiên khi mình gặp nhau như thế nào? Cảm xúc đầu tiên là cũng hồi hộp. Tại vì em cũng chờ lâu rồi. Vừa nay gặp thì mới biết. Thì thấy sao? Dễ thương, vui tính. Đây còn em. Thấy ảnh nhân cũng những người em đang tìm. Những người em đang tìm luôn. Dạ, dạ. Cảm xúc đầu tiên là tốt rồi ha. Chị Tư mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là miếng áp chảo với tôm. Đây là miếng ướp gia vị kết hợp với một lớp bơ béo ngậy luôn. Thưởng thức cùng với tôm chiên rất là ngon. Vừa mình vừa ăn ha, vừa nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Chúc hai bạn ngon miệng nha. Rồi chị Tư sẽ quay lại ngay. Tự nhiên ăn đi, tự tin lên. Dạ em mời anh ạ. Dạ mời em. Anh sống cùng với ai ạ? Anh có một mình đó. Em hiện tại đang ở đâu? Dạ em đang ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp? Thì từ với anh trên em thì... Cũng gần, tại vì từ Nhân Trạch đi qua phà Cát Lái có 15 cây à. Còn ai rồi thì đi tới Gò Vấp thì cũng... Chắc phải tầm 30 cây. Ừ, tầm đó. Ai là thứ mấy trong gia đình ạ? Anh thứ hai. Em cũng thứ hai. Trời ơi, nãy giờ không mở nắp ra ăn luôn miếng nào luôn. Chưa không ăn là chắc tập trung nói chuyện phải không? Nói chuyện xuất sự. Thật sự hai bạn là đều là những người đã từng gãy đổ rồi. Thế mình có rút kinh nghiệm gì được để mà... Cái nguyên nhân mình gãy đổ để mình tiến tới một cái mối tình nữa nó sẽ bền vững hơn không? Cái trường hợp của em ấy thì... Thứ nhất là... Hai cái chiến số hai, thứ hai là hai bên là cũng không hợp ấy. Thứ ba nữa là... cái khoảng cách nữa, vợ chồng với nhau mà hai người đã ở hai nơi thì thường thường là sẽ nảy sinh như thế này thế khác, cho nên hai người phải có ở gần nhau mà phải có một khoảng thời gian là chủ nhật hay ngày nào đó rảnh đi chơi hay đi đâu đó để mình hiện tại cái khó khăn là hai người đang ở xa nhau đúng không? 30 cây thì đi cũng nhanh, khoảng tiếng rưỡi đầu tiên. Đang định là một tuần gặp nhau một lần chủ nhật đó hả? Chủ nhật hoặc là buổi chiều thì em khi nào rảnh có thời gian sắp xếp được thì anh lên, tại vì anh thì cứ 3 giờ chiều là về rồi thì chiều nào cũng rảnh hết. Có điều là đi hơi cực thôi, anh có ngại đi đường xa hay không thôi? Đường xa thì không ngại. Dạ em còn 6 tháng đến năm. Em có muốn sinh con nữa không? Em thì thế nào cũng được, có con nữa thì càng tốt, không cũng sao. Em thì có muốn sinh con nữa không? Dạ em cũng muốn vậy ạ. Nói chung là hai bạn thì ai cũng có con riêng rồi. Dạ. Nếu mình có nữa thì mình cùng chăm lo cho con cái cũng tốt. Có nghĩa là cái này tùy duyên, chị hỏi ra hết để các bạn hiểu nhau được nhiều hơn thôi. Dạ. Nãy em nói em tuổi gì? Dạ em tuổi mèo. Tuổi mèo, em tuổi gì? Tuổi thân. Tuổi thân, có hợp nhau không? Dạ, hợp. Hợp, vậy là tuổi này lấy nhau được đúng không? Hợp đúng không? Ngày xưa ba của con em cũng tuổi thân vậy. Nói chung là tuổi tác nó không quan trọng, quan trọng là cái con người. Quan trọng là do mình. Đúng rồi, tính cách con người, và nếu như đó là một nửa của mình thì mình phải hy sinh. Mình phải, mỗi người đều phải hy sinh, không có nào mà toàn diện. Không bao giờ mấy chục năm gặp nhau mà hợp ý nhau được hết trơn á. Nó phải có cái sự, nó gây gỗ như anh thôi. Mình yêu thương nhau thì mình phải biết vun đắp. Rồi,
Bây giờ Tường có mấy câu hỏi của chương trình ha. Mỗi người bóc một lá bài rồi mình thực hiện những cái điều trong này để mình hiểu nhau nhiều hơn, hoặc mình có cơ hội tiếp xúc với nhau để mình thân mật với nhau hơn. Rồi mời bạn trai bóc trước. Đọc lớn lên nha. Là một đường tạc cụ thể phế mai. Phố mai que phải không? Phố mai que. Rồi. Để đối phương hãy bật cười. Rồi em đọc câu hỏi em lên luôn đi. Thử đặt một biệt danh ngọt ngào và đáng yêu cho người đối diện và gọi người ấy thật tình cảm. Rồi, hai bạn, mời hai bạn. Trời ơi. có cụ đẹp cùng bài què gì không? Chưa, ngồi ngay ngắn lên làm đàng hoàng làm sao cho dễ thương là nhìn người ta nè. Cụ đẹp coi. Trời giống như đi chụp hình hay là làm điệu rồi này kia gì đó, làm đi. Với đây con gái nó hay lắm. Được không? Hay em? Được rồi. Thôi được rồi. Lấy con em vậy. Cái từ em hay ở nhà em hay đặt heo. 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 Trời ơi, đặt tên cho người ta, đặt tên heo hả? Dạ. Dễ thương đó hả? Chịu cái tên này không em? Tên ngọt ngào người yêu em đặt cho em đó. Anh heo. Anh heo. Trời ơi, gì kỳ vậy? Tên kỳ quá à. Đặt tên gì cho nó ngọt ngào xíu coi. Em thấy cái tên đó cũng là dùng giọng em, người em cũng còn con. Vậy luôn hả? Vậy em nói gọi ảnh đi. Nó gọi trong đó nói ngọt ngào với bạn trai gọi đi. Rồi nói đi. Trời ơi. 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 Làm lại nè, giờ bên đây gọi bên này ơi nè. Heo ơi heo. Ơi nè. Trời ơi, tình yêu thì tôi không hiểu tình yêu gì luôn à. Heo ơi heo ơi. Ok, đó là quyền của các bạn, nhưng các bạn thấy được là được rồi. Thế bây giờ Tường sẽ cho hai bạn 30 giây nữa nha. Hai người mình nhìn thẳng vào nhau rồi để mình quyết định đưa ra quyết định là mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ trò chuyện thật ra thời gian nó ngắn nhưng mà mình cũng đủ cảm nhận được. Còn mình muốn tâm sự nhiều hơn, tìm hiểu thì mình phải có nhiều thời gian nữa. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nhắm mắt lại ạ. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của các Tường. 1 2 3 Hết thời gian. Em có nhấn không vậy? Dạ có vậy ạ. Có thì nó không vô, mình nhấn mạnh hơn nữa. Tưởng đâu không nhấn hết hồn à. Rồi mời hai bạn qua bên đây ạ. Chị thấy em nhấn xong nó lợp cái bàn của chị luôn mà nó không vô. Nắm tay nhau đi hai bạn. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên dành cho nhau. Nhân kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Hôm Trưa. Anh luôn á. Chị Tường thay mặt cho chương trình ha, chúc hai bạn chọn lần này là đi với nhau đến răng long đầu bạc luôn nha. Cố gắng lên nha. Mình phải hy sinh chăm sóc cho cái cây tình yêu của mình nó đâm hoa kết trái. Chúc mừng hai bạn đã gặp được nhau trong chương trình nha. Rồi em cảm ơn chương trình đã dành cho em gặp phải được một gái. Rồi, đây chương trình có một phần quà dành tặng cho em ha, để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Các Tường xin gửi tặng hai bạn, đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 đến chiến thắng. Đến đây thưởng thức những bộ phim hay và cùng trò chuyện với nhau. Cảm ơn hai em nha, có tin vui nhớ báo cho Tường biết nha. Dạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa ngày hôm nay ạ. Hôm nay bà Mai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi. Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau vào số sau nhé. Khung giờ rất là quen thuộc của chương trình 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.